Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Yobo trong những ngày sát Tết này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn và thảo luận một cái chủ đề rất là được nhiều người quan tâm. Đó là làm thế nào để trong những ngày Tết chúng ta ăn uống không bị tăng cân và không bị ngộ độc nhá. Anna là một người rất là thích bánh chưng. Và nói thật là trong những cái mùa Tết thì mình Anna phải ăn được quãng chừng từ 5 cho đến 10 cái bánh chưng. Bánh chưng miền Bắc rất là to chứ không phải những cái bánh bé bé ở trong miền Nam mà vẫn hay mua đâu. Và bởi vì như vậy là vì mình rất là nhớ cái mùi vị quê hương, cho nên là cứ mỗi lần mà có cái dịp về á thì Anna lại ăn rất là nhiều. Nhưng mà Anna chưa bao giờ bị tăng cân trong dịp Tết, chưa bao giờ cả, thậm chí còn có thể là giảm cân hơn. Tại vì sao? Một lát nữa Anna cũng sẽ chia sẻ thêm cái bí quyết mà Anna đã áp dụng trong suốt những năm qua để không bị tăng cân trong những cái mùa Tết nhá. Cái yếu tố đầu tiên để giúp bạn có thể đảm bảo được cái cân nặng vóc dáng của mình thon gọn trong những ngày Tết, nó đến từ cái việc, cái quan điểm về việc là mình có nên mua tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết không. Bạn biết đấy, ngày Tết, đặc biệt nếu mà bạn ở miền Bắc thì bạn sẽ thấy cái tình hình này là nó phổ biến hơn ở miền Nam, là mua rất là nhiều các cái loại thực phẩm khác nhau và chất hết trong tủ lạnh, một cái tủ lạnh là nhét chật cứng luôn. Và khi mà mua nhiều như vậy á thì mình tất cả các thực phẩm đều bị để rất là lâu rồi, trong cái điều kiện là thời tiết khí hậu tuy rằng ở miền Bắc thì có mát mẻ, ở miền Nam thì đồ hỏng rất là nhanh, mình không nói nữa rồi. Nhưng mà ngay cả trong trường hợp mát mẻ như vậy, nhưng trong một cái tủ lạnh mà quá nhiều đồ như vậy thì chúng ta gần như là trong một tuần nghỉ Tết thì chúng ta toàn là ăn những cái thực phẩm mà không được tươi. Và chính cái điều này nó tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển này, nó tạo điều kiện cho những cái ca ngộ độc thường xuất hiện hơn này. Bạn ngày Tết bạn hay ở nhà thì bạn cần phải để ý đến cái thùng rác của mình. Nếu như bạn muốn biết rằng trong đường ruột của mình á cái mùi vị nó như thế nào thì bạn hãy xem cái thùng rác vào cuối ngày thì bạn sẽ biết rằng mình cũng có những cái thực phẩm như vậy và mình cũng sẽ có những cái mùi kinh khủng như vậy. Bởi thế cho nên là nếu mà thực phẩm để lâu á, nó tạo cho rất là nhiều những cái nguy cơ. Thực ra bây giờ tất cả các siêu thị đều mở cửa vào ngày mùng 2, vào ngày mùng 3. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể rằng là chỉ cần tích trữ thực phẩm cho 2 ngày thôi và không cần phải mua quá nhiều. Ý Anna nói ở đây là những cái loại mà mình hay chế biến để mình ăn hoặc là mình tiếp khách ấy. Điều thứ hai là cái phần mình mua, cái địa điểm mua ở đâu. Anna thì rất là tín nhiệm hàng sạch, cho nên rằng là Anna khuyến nghị là chúng ta nên mua ở trong siêu thị hoặc nên mua ở những cái cửa hàng mà rõ nguồn gốc. Đã từ lâu lắm rồi Anna không có mua đồ ăn ở ngoài chợ nữa. Tức là ở ngoài chợ cũng có những cái sạp bán đồ rất là tốt, rất là ngon, nhưng mà cũng có những cái sạp thì có thể là do cái cách bảo quản không đúng hoặc là một lý do nào đó khác, cho nên là nó không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Và khi Anna ăn một cái thì Anna rất là nhạy và sẽ có những cái đau bụng hoặc là khó chịu gì đó ngay. Nên là Anna cũng khuyên rằng là nếu như trong gia đình bạn còn có cả trẻ nhỏ, có cả người lớn tuổi, và đặc biệt là bây giờ chúng ta chính là những cái nhân vật mà nuôi sống cả gia đình, chúng ta cũng không quên được và luôn luôn phải ghi nhớ cái việc bảo vệ chính bản thân mình bằng cách là hãy chọn mua những cái loại thực phẩm ở những cái chỗ uy tín và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Rồi, cái điều thứ ba là cái điều mà rất là hay là khi mà chúng ta bảo quản những cái thực phẩm của chúng ta. Thực phẩm của chúng ta bảo quản á, thì trước khi mà cho vào tủ lạnh thì mình nên phân chia ra. Đầu tiên là thực phẩm sống ở một khu và thực phẩm tươi, sống và thực phẩm gọi là thịt cá ở một bên, và những cái loại mà rau củ quả mình để riêng ra một bên. Rồi mình sẽ cần phải có thêm ngăn mà để những cái đồ đã nấu và thêm ngăn khác thì để những cái đồ mà chưa nấu. Đối với các loại rau củ quả thì Anna xin giới thiệu với các bạn cái cách mà Yobo vẫn hay dùng để bảo quản thực phẩm của mình. Thực ra thực phẩm của Yobo ở đây chúng tôi dùng hàng ngày và một ngày cũng dùng một cái lượng khá là nhiều, cho nên rằng là cũng không có những cái loại mà để quá lâu. Tuy nhiên đây cũng chính là cái cách mà các đội ngũ barista của Yobo đã phát hiện ra rằng là khi mà bảo quản như vậy thì đồ sẽ tươi nhất và lấy ra cũng rất là dễ. Bạn có thể bọc nó ở trong cái màng bọc thực phẩm như thế này. Và siêu thị cũng thấy người ta làm như thế này rất là nhiều, đúng không? Và nếu như mà bạn muốn rằng là nó còn bảo quản được tốt hơn nữa thì bạn có thể đục lỗ ở trên cái màng này cũng được. Bạn cho nó vài cái lỗ thì nó sẽ thoáng khí hơn và đồ của chúng ta nó sẽ được tươi cũng lâu hơn. Đừng có để lỗ quá to nhé. Với nữa là gì, khi mà bạn buộc á, bạn cũng cần phải làm cho nó
thoáng một chút, tức là mình không có nhét vào quá nhiều, nó chèn ép lên nhau, thì đương nhiên cái việc hỏng và dập là cái điều không tránh khỏi. Mà hàng mua đều là những cái hàng rất là sạch, hàng sạch này thì đắt hơn thịt cá rất là nhiều, cho nên là chúng ta cần phải yêu thương rau củ quả. Một cách thứ hai là bạn có thể dùng cái giấy nâu như thế này. Ở đây cũng chính là một trong những cái mà bí kíp mà Yovo giữ được những loại rau củ quả tươi, bởi vì là bao giờ trong cái quá trình hô hấp thì nó cũng gọi là toát mồ hôi ấy, thì nó cũng có một chút nước, và khi mà chúng ta bọc trong những cái giấy nâu như thế này thì mình sẽ biết, thậm chí là mình có thể ghi bên ngoài luôn nó là loại gì, mình lấy cái bút mình ghi luôn bên ngoài loại gì, thì gần như là mình sắp xếp một cái tủ lạnh rất là gọn gàng. Đây cũng có thể là một cách để mà dạy con, bởi vì cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc, đúng không? Con cái của mình có thể nhìn vào cái cách mà mình gói đồ đạc và biết rằng là sau này mình các con làm các con sẽ cẩn thận như thế nào. Còn đương nhiên nếu như mình là một bà mẹ hoặc là một phụ huynh á, mà tống tất cả các đồ vào trong tủ lạnh không cần sắp xếp như thế nào, thì bạn biết rằng là con của chúng ta cũng sẽ làm y gì như vậy. Bởi vì trẻ con á, nếu dưới 14 tuổi thì cha mẹ chính là cái hình mẫu và chính là cái người mà ảnh hưởng nhất đến các con mình. Sau 14 tuổi thì chúng ta không còn ảnh hưởng được đến các con nữa. Cho nên là mong rằng bạn sẽ tận dụng được đúng cái thời điểm để có thể điều hướng các con theo đúng cái khuôn mẫu mà bạn muốn. Đương nhiên không ai lại nên là kiểm soát những người khác cả, ngay cả đó là con trẻ của mình. Nhưng nếu mà bạn muốn thì bạn phải biết cách, bạn phải biết rằng não bộ của các con bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cha mẹ. Cho nên hãy đóng gói những cái đồ trong tủ lạnh như thế này, không phải chỉ cho dịp Tết mà cho tất cả những cái dịp khác trong năm nhé. Đối với cái đồ mà thịt cá, thì đối với thịt cá thì chúng ta có hai cách. Thường á, là Anna hay chia nhỏ sẵn tất cả các phần thành những cái bữa mình dự kiến rằng mình sẽ mời khách như thế nào, hoặc là mình sẽ ăn ở nhà, hay là mình sẽ đi về nhà ông bà nội ông bà ngoại chẳng hạn. Cho nên là Anna chia sẵn thành những cái phần và Anna cất tươi trong những cái phần đấy ở trong ngăn đá. Thực ra theo truyền thống của gia đình nhà Anna thì mẹ Anna hay nấu một cái nồi rất là to và chia thành những cái phần nhỏ sẵn để ở trong ngăn mát rồi. Chắc là năm nay là Anna sẽ phải là tối đa là bảo vệ cái ý kiến là mình sẽ chia nhỏ những phần để ở trong ngăn đá, sau đó mình sẽ nấu đến đâu mình sẽ ăn luôn đến đó. Hoặc như thế này, thực sự trong những ngày Tết mà ninh á, thì có thể là ninh nấu nhiều thì có thể là mình cũng rất là lười. Cho nên là nếu có một cách khác là những cái loại rau củ thì mình ăn đến đâu mình sẽ cho vào đến đó. Còn đối với những cái loại mà cần phải ninh như là chân giò này, hoặc là sườn này, hoặc là gì đó, thì mình có thể ninh rồi mình chia sẵn vào trong những cái hộp và mình cất vào trong ngăn đá. Lúc mà mình ăn thì mình mang hộp ra mình ăn thôi, và lúc mà mình nấu lên rồi thì mình bắt đầu cho rau củ quả của mình vào. Đây cũng là một trong những cái điều mà giúp hạn chế cái sự phát triển của vi sinh vật và giúp cho chúng ta không bị ngộ độc trong cái dịp Tết. Trong cái dịp Tết của chúng ta thì một bữa ăn của chúng ta ấy, thường có rất là nhiều những cái loại thịt khác nhau, và điều đó không, thực ra không tốt cho cơ thể của chúng ta chút nào. Anna thường hay ăn đơn món, tức là nếu hôm nay ăn cá thì Anna chỉ ăn cá thôi, nếu hôm nay ăn thịt bò thì Anna ăn thịt bò, hôm nay ăn thịt lợn thì Anna ăn thịt lợn. Anna là người như vậy. Nhưng mà Anna thấy rằng là có nhiều gia đình á, ăn như vậy là bị ngán, tức là phải có ít nhất là hai món thức ăn khác nhau, rồi lại phải có thêm hai món rau khác nhau. Thường thì cái đó nó sẽ làm cho chúng ta khó kiểm soát và không biết được là cơ thể của chúng ta hợp với loại nào và không hợp với loại nào. Nếu như bạn ăn đơn món thì bạn sẽ biết ngay là mình không ăn được cái này, hoặc là mình không ăn được loại cá kia, hoặc mình không ăn được con tôm. Nhưng khi mà bạn ăn đa món như vậy thì mình không biết là mình không hợp với cái gì trong đó mà hôm nay mình lại bị đau bụng hoặc là mình lại có vấn đề. Và trong ngày Tết thì cái việc này rất là khó, bởi vì chúng ta sẽ gắp mỗi thứ một chút. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy mà kể cả là thực phẩm rất là sạch cũng vẫn có khả năng là khi trộn ở trong cơ thể mình nó lại tạo ra một số những cái độc tố hoặc một số những cái hoạt chất không mong muốn và làm cho chúng ta có nguy cơ bị ngộ độc tăng cao. Vì vậy nên là giữ gìn vệ sinh là một cái điều mà cực kỳ quan trọng, và ăn đến đâu làm đến đó cũng là một trong những cái mẹo mà chúng ta cần phải lưu ý. Thay vì là làm một nồi bự thì bây giờ chúng ta sẽ làm những cái nồi nhỏ. Một cái điều tiếp theo bạn có thể tham khảo đó là khi mà mình tiếp khách. Khi mình tiếp khách á, thì đương nhiên là mình mua đồ ăn về, mình cất nó đi rồi mình chế biến nó, bây giờ mình dùng ra mình tiếp khách đúng không? Thế thì một trong những cái mẹo mà giúp cho bản thân mình và khách của mình cũng không bị mập, không bị tăng cân trong những ngày Tết, đó là thay vì là bánh kẹo bây giờ bạn sẽ mua toàn những loại trái cây thôi. Thay vì là những cái loại mứt truyền thống mà có nhiều đường thì bây giờ bạn sẽ mua những cái loại mà sấy dẻo
không cho thêm đường, rồi bạn bổ sung thêm những cái loại hạt như là hạnh nhân, óc chó, mắc ca, những cái loại hạt đấy rất là hay và nó là cao cấp, mà nhìn trên cái mâm của mình mà tiếp khách đã thấy là cao cấp rồi, thì nó cũng có thể là một trong những cái món quà phù hợp để mà mời khách trong dịp đầu năm. Mình yêu quý những người khách của mình cho nên là mình có thể mời họ những cái thứ mà tốt cho sức khỏe, còn mình yêu quý họ, mình đưa cho họ những cái thứ không tốt, đương nhiên là họ vẫn ăn thôi, họ vẫn ăn bởi vì họ yêu quý mình, và thậm chí có khi họ cũng không biết là nó có tốt hay không nữa. Cho nên nếu như mà bạn đang xem cái video clip này thì Anna rất là mong là năm nay bạn sẽ có một cái danh mục mua sắm đồ đạc nó sẽ khác đi so với cả những cái mọi năm nhé. Cuối cùng, quan trọng nhất, nếu bạn thường xuyên theo dõi kênh YouTube của Yobo, bạn biết rằng là chúng tôi có một cái mẹo ăn, đó là chúng tôi một ngày sẽ ăn một bữa đồ tươi. Và trong những ngày Tết này thì kiên quyết mỗi ngày mình vẫn phải duy trì cái thói quen là mình ăn một bữa hoàn toàn từ thực phẩm tươi, không hề qua chế biến. Như vậy thì bạn sẽ tránh được gần như là tuyệt đối cái nguy cơ mà bị tăng cân. Và thực sự thì bạn thấy rằng trong ngày Tết của chúng ta, thực ra chúng ta không ăn nhiều đâu, nhưng mà chúng ta quên mất cái cách mà chúng ta chọn đồ ăn. Tức là mình thấy những cái loại mà sẵn có như thế nào thì mình ăn như thế. Chứ còn thực ra là cứ đến mỗi nhà mình ăn một chút đồ vặt này, hoặc mình ngồi vào mâm cơm, mình thực ra mình cũng không ăn được nhiều. Có thể nó sẽ vào bữa sáng, có thể nó là vào bữa tối, làm thế nào đấy mà phù hợp với bạn. Và Anna xin chúc bạn cùng gia đình sẽ có một cái Tết thật là đầm ấm, thật là vui vẻ, thật là bình an và nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, xin hãy like, hãy share, hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi để Anna và Yobo có thêm nhiều động lực để nhanh chóng ra những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.